Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Quán vừa mở cửa, nữ ninja đã lao vào, dọn bay đúng bàn ghế trong vòi giật. Mất lái, xe tải đâm vào lan can rồi bốc cháy như phim hành động. Tạt đầu xe tải, xe van nhận kết đắng. Quán vừa mở cửa, nữ ninja đã lao vào dọn bay đống bàn ghế trong vài giây. Nhìn hậu quả mà người phụ nữ chạy xe máy gây ra, nhân viên quán ăn hẳn không khỏi ngán ngẩm khi đầu giờ sáng lại tự nhiên bận rộn hơn thường nhật. Camera an ninh của quán ăn đã ghi lại toàn bộ sự cố khóc dở mếu dở do người phụ nữ chạy xe máy cẩu thả gây ra vào đầu giờ sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua. Chẳng là thời điểm đó, các nhân viên trong quán ăn vừa sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị mở cửa đón khách thì một người phụ nữ đã khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn ban đầu. Chị chạy xe tới trước quán, rồi bất cẩn vít ga khiến xe máy phóng vọt lên, đâm sầm vào đống bàn ghế phía trước. Nhiều người chạy xe ga hẳn cũng từng gặp tình huống tương tự, nhất là đối với những ai không vững tay lái thì khi xảy ra sự cố lại càng luống cuống vặn tay ga khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mất lái, xe tải đâm vào lan can rồi bốc cháy như phim hành động. Một chiếc xe tải bị mất lái đã tông vào thanh chắn ven đường rồi bốc cháy như phim hành động khiến nhiều người hoảng sợ. Cụ thể, khi đang lái xe chở hàng trăm bình thuốc chống côn trùng từ Bangkok đến một siêu thị ở tỉnh Ratchaburi, Phuadan, tài xế xe tải đã ngủ gật khiến chiếc xe mất lái rồi đâm vào thanh chắn đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe quay vòng, trôi đi khoảng 50m rồi bốc cháy. Những lon thuốc đuổi côn trùng đang cháy văng ra khỏi xe. Chứng kiến cảnh tượng giống như trong phim hành động, nhiều người dân xung quanh tỏ ra sợ hãi. Một lúc sau, tài xế cầm lái chiếc xe là Phuadan đã phải cố gắng mới thoát khỏi đám cháy cao tới 9m. Lúc này, người dân địa phương cũng đã chạy lại giúp đỡ tài xế trước khi nhân viên y tế có mặt. 2 giờ sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Tài xế đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết bỏng. Tạt đầu xe tải, xe van nhận kết đắng. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18 tháng 3 tại thành phố An, Đức. Đang di chuyển ổn định trên đường, chiếc xe van đã tạt đầu xe tải và bị đâm quay vòng trong hầm đường bộ.